cô chào các con. Vui mừng chào đón các con đến với giờ học môn âm nhạc. Các con thân mến, giờ trước chúng ta đã học tiết 1 chủ đề 7 hòa bình. Trong giờ học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học tiết 2 gồm các nội dung: bài đọc nhạc số 7, ôn tập bài hát Ước mơ xanh kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, tập hát bè đơn giản, trải nghiệm và khám phá thể hiện âm hình tiết tấu bằng các động tác gõ, vỗ lên mặt bàn. Chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, bài đọc nhạc số 7. Bài đọc nhạc số 7 là một đoạn nhạc phỏng theo giai điệu đoạn 2 của bài hát Ước mơ xanh mà các con đã được học ở giờ trước. Bài được viết ở nhịp 2-4, cao độ gồm có các nốt Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, có cả nốt Re cao và nốt Mi cao. Về ký hiệu trường độ gồm có nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn và dấu lặng đơn. Bài đọc nhạc số 7 gồm có 4 nét nhạc 1 và nét nhạc 3 giống nhau, nét nhạc 2 và nét nhạc 4 gần giống nhau, chỉ khác nốt nhạc cuối cùng. Bài có 2 bè, bè cao, đuôi các nốt nhạc quay lên phía trên, và bè thấp, đuôi các nốt nhạc quay xuống phía dưới. Chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập tiết tấu. Các con hãy lắng nghe âm hình tiết tấu một lần, sau đó chúng ta sẽ luyện tập theo nhé. Mời các con cùng thực hiện nào. 1, 2. 2. Chúng ta luyện cho cô thêm một lần nữa nhé. 1, 2. Chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập cao độ. Như cô vừa giới thiệu thì trong bài đọc nhạc số 7 có xuất hiện thêm các nốt Re và nốt Mi cao. Vì vậy chúng ta sẽ luyện thêm hai nốt nhạc này nhé. Mời các con nghe một lần. Chúng ta đọc cho cô nào. 1, 2. Các con đọc thêm cho cô một lần nữa. 1, 2. Hai. Cô mời các con nghe mẫu bài đọc nhạc một lần nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đọc từng nét nhạc. Trước hết mời các con đọc các nét nhạc của bè 1. Mỗi nét nhạc các con sẽ nghe một lần và đọc theo hai lần. Mời các con nghe nét nhạc thứ nhất. Các con đọc cho cô nào. 1, 2. Chúng ta đọc thêm một lần nữa nhé. 1, 2. Chúng ta chuyển sang đọc nét nhạc thứ hai. Mời các con nghe mẫu. Mời các con đọc cho cô nào. 1, 2.
Chúng ta thực hiện thêm một lần nữa. 1, 2. Các con ghép cho cô nét nhạc thứ nhất và nét nhạc thứ hai. 1, 2. Chúng ta sẽ chuyển sang đọc nét nhạc thứ ba và thứ tư. Như cô giới thiệu, nét nhạc thứ ba có giai điệu giống hệt nét nhạc thứ nhất, còn nét nhạc thứ tư thì gần giống với nét nhạc thứ hai, chỉ khác nốt nhạc cuối cùng. Bây giờ các con hãy cùng lắng nghe nét nhạc 3 và nét nhạc 4 nhé. Chúng ta cùng đọc cho cô hai nét nhạc này nào. 1, 2. Các con đọc thêm cho cô một lần nữa nhé. 1, 2. Mời các con ghép cho cô cả 4 nét nhạc của bè 1. 1, 2. Các con đọc thêm một lần nữa. 1, 2. Chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc từng nét nhạc của bè 2. Các con hãy lắng nghe nét nhạc thứ nhất. Các con đọc cho cô nào. 1, 2. Chúng ta đọc thêm một lần nữa nhé. 1, 2. Các con đọc tiếp cho cô nét nhạc thứ hai. Mời các con nghe mẫu một lần. Các con đọc cho cô nào. 1, 2. Chúng ta đọc thêm một lần nữa nhé. 1, 2. Bây giờ các con sẽ ghép cho cô nét nhạc thứ nhất và nét nhạc thứ hai của bài 2. 1, 2. Ở bài 2 này cũng giống như bài 1, nét nhạc 3 giống hệt nét nhạc 1, nét nhạc 4 gần giống với nét nhạc 2, chỉ khác nốt nhạc cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nét nhạc 3 và nét nhạc 4. Mời các con đọc cho cô hai nét nhạc này nào. 1, 2. Các con đọc thêm cho cô một lần nữa. 1, 2. Chúng ta sẽ cùng nhau ghép cả 4 nét nhạc của bài 2 nhé. 1, 2. Chúng ta đọc thêm cho cô một lần nữa.
Như vậy, chúng ta đã hoàn thành việc đọc từng nét nhạc của bè 1 và bè 2 rồi. Trước khi ghép cả hai bè, cô mời các con hãy xem một video minh họa đọc từng bè và đọc ghép hai bè của bài đọc nhạc số 7. Mời các con ghép bè từng nét nhạc. Các con ạ, nếu như các con học trực tiếp tại lớp thì cô sẽ chia lớp thành hai nhóm để đọc cả bè 1 và bè 2. Tuy nhiên, với việc các con tự học tại nhà thì các con chỉ cần đọc cho cô bè 1 ghép với bè 2 được chơi bằng đàn. Khi nào các con quay trở lại trường, cô sẽ cho các con thực hành đọc nhạc hai bè nhé. Chúng ta sẽ ghép nét nhạc thứ nhất. 1 2 Các con đọc thêm cho cô một lần nữa. 1, 2. Mời các con ghép nét nhạc thứ hai. 1, 2. Các con đọc thêm một lần nữa nào. 1, 2. Chúng ta ghép nét nhạc 1 và nét nhạc 2. 1, 2. Chúng ta sẽ chuyển sang ghép nét nhạc 3 và nét nhạc 4. 1, 2. Con thực hiện thêm cho cô một lần nữa. 1, 2. Bây giờ chúng ta sẽ đọc hoàn chỉnh cả bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách nhé. Các con hãy nghe nhạc và đọc cho cô bè 1. Chúng ta đọc thêm một lần nữa nhé. Lưu ý, khi đọc nhạc và gõ phách, chúng ta sẽ gõ phách 1 là phách mạnh, phách 2 là phách nhẹ. Mời các con cùng đọc nào. Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai, ôn tập bài hát Ước mơ xanh kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, tập hát bè đơn giản. Trước hết, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại bài hát Ước mơ xanh và tập hát bè đơn giản nhé. Cô mời các con nghe lại bài hát một lần có cả bè 2.
Mời các con hãy cùng hát bài hát này kết hợp vỗ tay nhịp nhàng và thể hiện đúng sắc thái vui tươi rộn ràng của bài hát. Các con thân mến, bài hát này còn có thể hát theo hình thức hát bè hòa âm. Khi hát theo hình thức này, ở đoạn 1 không chia bè, đoạn 2 sẽ chia bè giống với hai bè của bài đọc nhạc mà các con vừa được học. Việc hát hai bè chỉ có thể thực hiện khi các con học trực tiếp tại lớp. Vì vậy, khi ôn tập bài hát này, các con chỉ cần luyện tập hát bè 1 theo giai điệu của bài hát mà các con đã được học ở tiết 1 thôi các con nhé. Sau đây, chúng ta sẽ chuyển sang phần gõ đệm cho bài hát bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể. Cô mời các con hãy vỗ tay theo âm hình tiết tấu trên màn hình. Cô sẽ làm mẫu một lần, các con cùng thực hiện theo nhé. Đen, 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 lặng. Đen, 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 lặng. Ở phần thể hiện tiết tấu bằng nhạc cụ gõ, chúng ta sẽ thực hiện với hai nhạc cụ là triangle và tambourine. Nếu không có hai nhạc cụ này, các con có thể tự sáng tạo ra các nhạc cụ gõ có âm thanh tương tự để luyện tập. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng luyện tập tiết tấu với nhạc cụ tambourine. Mời các con cùng thực hiện nào. Chúng ta thực hiện thêm một lần nữa nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện tập với nhạc cụ triangle. Các con luyện tập thêm với triangle một lần nữa. Mời các con chuyển sang luyện tập với các động tác cơ thể. Chúng ta sẽ dùng các động tác vỗ tay vào từng đùi, vỗ hai tay vào nhau, vỗ tay vào vai, búng ngón tay để thể hiện âm hình tiết tấu này nhé. Các con cùng thực hiện nào. Chúng ta thực hiện thêm với các động tác cơ thể lần nữa. Trước khi vào gõ đệm cho bài hát Ước mơ xanh bằng nhạc cụ gõ và các động tác cơ thể, cô mời các con hãy cùng xem một video minh họa. Thank you.
Các con hãy dùng nhạc cụ gõ hoặc các động tác cơ thể để ứng dụng đệm cho bài hát Ước mơ xanh nhé. Nội dung cuối cùng của giờ học hôm nay là hoạt động trải nghiệm và khám phá, sử dụng các động tác gõ, vỗ lên mặt bàn để thể hiện âm hình tiết tấu ở trang 51, sau đó ứng dụng đệm cho bài hát Ước mơ xanh. Trên màn hình của cô là 3 ví dụ về các động tác gõ, vỗ lên mặt bàn theo âm hình tiết tấu mà các con vừa được luyện tập. Để giúp các con hình dung được hoạt động này, cô mời các con sẽ cùng theo dõi một vài ví dụ minh họa sau. Sau khi tham khảo các ví dụ của cô, các con có thể tự sáng tạo thêm các động tác gõ vỗ lên mặt bàn để đệm cho bài hát Ước mơ xanh các con nhé. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong các nội dung của tiết 2 chủ đề 7 rồi. Sau khi học xong tiết học này, các con hãy dành thêm thời gian đọc thành thạo hai bè của bài đọc nhạc số 7, tập biểu diễn bài hát Ước mơ xanh kết hợp gõ đệm hoặc vận động phù họa các con nhé. Giờ học của chúng ta kết thúc tại đây. Cô trò mình sẽ gặp lại nhau trong giờ học tuần tới. Thân ái chào các con.